Mình có đục là đục ngay hầm không à? Mình làm cái ống đi thẳng xuống luôn được. Không, ống đi thẳng xuống thì được, nó đẹp, nhưng mà mốt sau này mình hút á, mình không có quậy được xung quanh, không có sạch được. Để cái bồn cũ hả? Thì sau này hút là chịu khó đào như cái này nè, nó khỏi để cái ống kia. Chứ mình đặt lại cái ống cho nó thẳng xuống luôn, xuống bồn cầu luôn đi. Đặt được nhưng mà sau này tụi con hút á, nó không có hút được sạch cho chú xung quanh, nó chỉ hút được ở chỗ đó đi xuống dưới thôi, tại cái ống nó thẳng xuống mình không có được, không có nghiêng qua nghiêng lại được cái ống được á. Bây giờ vẫn xài cái cầu cũ. Quay lên cái này sau này quay nó. Đúng rồi, chú vẫn xài cái cầu cũ bình thường. Nhưng mà mình chỉ hút cái hầm thôi. Nó co nhiều lắm. Co đâu, nó thẳng cái hầm cái cầu của chú ngay đó mà. Cái cầu của chú ngay đó là cái hầm ngay đó. À, tướng là lên YouTube là rồi đang thẳng vô chổng, Dũng đọc chỗ. Dưới khúc sau kìa. Nó kéo nó theo. Ở đúng rồi. Rồi lăn đi, lăn lên. Đây. Rồi chú ra đi để lên răng một mình là được. Nhích gì ve gì sao miếng heo. Ve cái ôm cái cục ống nó ve gì sao miếng. Không cho mình lăn tới nó dễ. Rồi lăn đi. Hầm hơi sâu hả? Hầm sâu ngập cây này không khỏi đâu anh. Không phải. Mọi người nâng nhà nhớ nâng cái hầm cầu nha. Không nâng hầm cầu nó sâu quá thì để xài nó không được ok. Cái đào nó cũng cực. Gạt xuống à? Gạt xuống rồi. Nó chảy ra hầm nữa. Chảy ra. Hút ngay hầm mà nó xuống này. Còn hút hầm cầu mà hút ngay bằng cầu là sai á. Mấy thằng lừa đảo mới hút kiểu đó. Làm biến rồi nó mới hút kiểu đó. Chứ hút hầm cầu phải đào chỗ này nè. Đào ngay cái hầm hút nó sao. Cạn khô đấy. Chú ơi, đây cũng có đàn pin nè, chú vô chú kiểm tra giỏi cái hầm kiểm tra chứ chú. Kiểm tra coi nó cạn ok rồi con cuốn ống đi luôn. Đàn pin đây nè, đàn pin con có đàn pin nè. Hả? Đàn pin đây chú cầm đàn pin đó. Ra cho chú hôm qua cũng coi giỏi. Cạn đấy sạch sẽ. Đó chú giỏi vậy đi. Cạn đấy sạch sẽ. Ở đây đó. Có đàn pin đó chú giỏi đi. Ở chỗ nào mà không ok nữa chú kêu con hút lại cho. Đó là khỏe rồi đó. Chú cứ nhìn thoải mái. Ok chú ha. Để con lắp lại. Con này con lắp lại cho chú. Con lắp chán lại chặt chẽ nó bằng như cũ cho chú.
Rồi, ok, hài lòng hả chú ha? Rồi, cảm ơn chú. Dạ, anh khô rồi, đấy. Đó, chú sơ đi, có đèn đó, chú sơ đi. Mình cơ hút xong là chám chát với vật tư bao hết cho mình mà. Chú có cái đồ giả không? Để con chát cho. Lột qua một cái là xong. Bao giác sạch sẽ cái. Cái này nó còn ướt á, chú đừng con hoang đi nha. Khoảng tầm... có gạch lâu nữa. Không, ông đừng vậy nữa, đừng có đi vào đây là được rồi. Đừng có đi vào đây nha. Ở đây khoảng tầm 6 giờ á. Đó, cái này nó khô rồi được rồi. Cho lấy tiền luôn ông ơi. Chú lấy có đơn, lấy có đơn cho chú. Lấy có đơn ha. Ở đây giúp chú có đơn cho. Chú tên gì? Chú Danh ha. Xóa thằng Mỹ đi. Phúc Hồng Cầu đã cản đáy. Phúc Hồng Cầu đã cản đáy. Này bảo hành chú 3 tháng nha. Đâu tại có... nếu mà ngạt nữa thì cái hầm chú nó sâu, cái nước nào nó lên á. Nhưng mà nãy con hút cũng sạch rồi, không sao đâu. Ok, chú xài lại như cũ á. Nó chỉ thấp hơn đường này một bức gang tay thôi. Đấy, như triệu hai. Một triệu hai. Dạ. Không, nó xuống thoải mái rồi, chú xài thoải mái đi. Chú xài bình thường mà không sao đâu. Chú xài bình thường đi, chú khỏi lo. Nâng cái ống bi lên, đào cái đó đặt cái ống bi lên. Tại hồi đó chú không đặt ống bi chứ nâng nền đâu mà. Chú không đặt, chú không có nâng ống bi. Giờ chú nâng cái ống lên là xong. Nhưng mà phải đặt đường ống này nữa, đi đường ống thoát cái mặt cống này lại nữa. Có sẵn luôn rồi. Có sẵn nhưng mà phải đào trong nhà. Đúng rồi. Rồi, sẽ qua đường chú ha. À, chiều hai chú. Thì chú phong thảo hay anh em làm cực thì bảo dưỡng anh em. Sao không được chú? Thì chú cứ xài yên tâm, bên con công ty bảo hành mà. Này có thông tin công ty hết nè. Có mã số thuế đàng hoàng, địa chỉ nè. Thôi chiều giữ được chú. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, chú thấy tụi con hầm ok, chú hài lòng ha. Rồi, cảm ơn chú. Thấy chú thấy anh em làm đúng hầm cho chú hút ha. Rồi, ok, cảm ơn chú. Chú qua đồng nghề vô kiểm tra coi.